Chương 1 Việt Nam y kênh Bắc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Why? Why do y have to cam Việt Nam? Y đòn tê oan, nó hét lớn, đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm nó nói nhiều hơn 3 từ. Papa nó lập tức đáp lại. You must go to Việt Nam to direct hack company. Daddy. Giọng nó yếu dần và đầy thất vọng. Papa nó thẳng thắn, một chút do dự cũng không có. nó tan kiên. You, lờ lờ tết off at 7.00 am dây after tomorrow. Nó cười nhạt miễn cưỡng trả lời. Ok, đa đi và chán nản bỏ lên phòng sáng ngày kia nằm a am Maru. Mày còn chưa dậy sao? Dậy mau. Maru. Hàng lục vi. Nó đang ngủ thì một giọng nữ hét lớn. Nó nheo nheo mắt, đáp lại. Ừ. Nhỏ đã hơi giận rồi, kìm nén. Bây giờ mày có dậy không? Không dậy là tao không về Việt Nam với mày đâu đấy. Nó từ từ mở mắt nhìn thấy Sarah thì hơi ngạc nhiên hỏi. Về cùng à? Chị Vi ơi. Nói quá ba từ chị chết à? Từ tao về với mày. Sarah nhướng mày trả lời. Nó nhéo nhéo mi tâm. Ừ. Kéo vali xuống lầu, nó nhọc người chào papa nó một câu cục lũng. Bibi. Bi. Không chờ papa trả lời nó kéo vali ra cửa, chú lái xe hiểu ý nó bỏ vali vào cốc xe. Nó dứt khoát không quay mặt lại, mở cửa xe nó ngồi vào rồi đóng sầm cửa lại. Nhỏ hiểu ý nó nên không hỏi thêm gì nhiều, lặng lặng lên máy bay và ngủ. Hai tiếng sau. Tại sân bay Tân Sơn nhất, nó và nhỏ xuống máy bay, ra sảnh chuẩn bị về cổng là nơi đông nhất và cũng là nơi trở về Việt Nam. Hôm nay nó diện một bộ đồ thật đẹp, tồn lên vẻ đẹp kiêu sa của nó. Một cái áo cấp chấm t -op màu đen có chữ Playboy cộng thêm quần jean ngắn màu đen với đôi giày ba ta trắng, áo khoác trắng, mũ lưỡi trai trắng và kính râm đen, immune. Wow! Thật xinh nha! Tông trắng đen chất quá chị Vi ơi, Vi! Em quá khen! còn phần nhỏ thì diện một bộ váy trắng thuộc nữ kiều diễm áo khoác dinh đen giày ba ta đen kính trăm đen mũ trắng cả hai đi ra hàng trăm con mắt hướng nhìn về phía họ wow nữ thần lòng tao kìa năm một người gì đâu mà đẹp không tả nổi năm hai có gì đâu mà đẹp cơ chứ nữ một bọn họ nhìn nhỏ và cô khen không ngớt một số người thì ngưỡng mộ còn một số khác thì ganh ghét mỗi người một khuôn mặt, trông thật đáng buồn cười. Nó không để ý chi nhiều, trên ấy nó có một cái cây màu đen dài dài, mở bật ra, biến thành cây cung lấy mũi tên ra bắn vào cái bảng đen to ở phía trước có dòng chữ Việt Nam, khiến mọi người rùng mình bỏ đi, nó nói khẽ. Việt Nam, Y Kênh Bắc Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.